Tu đểu đấy, tôi rất ghét. Nhà nghe kiểu nói chuyện nó là tôi đã thấy ngứa đèn rồi. Tôi cái thằng tế điên Nam Định này, tôi nói thật. Tôi được cái là may là tôi chưa gặp nó phải nào. Mà tôi rất ghét cái thằng mày cứ nhận mình là thiên lôi ấy. Đấy là, đấy, không phải thì cả nó thật, tôi cũng dám nói. Đấy. Tôi cũng nói thật thật, tôi cũng dám nói thằng đấy. Tại vì tôi không thích những cái thằng mà cái kiểu mẹ mày vào trại mà tù mà ba thứ linh tinh đấy, hiểu chưa? Mày ở Nam Định người ta rất nhiều anh em Nam Định, mày thích thế nào mà tao được, nếu mà là tên điên đấy. Còn tôi không thích, tôi thật tính tôi rất ghét những cái thể loại gọi là mày điếu đóm, hiểu không, lại cái thể hiện đó vào trong cái rồi cứ cái kiểu em như này, đại bàng ấy mà gặp mình thì khả năng là vòng một luôn, từ vòng đầu luôn gục luôn, không phải kể cả là thật, tôi cũng không ngại đâu đấy. Tại vì tôi rất ghét những cái con người sống kiểu đấy. Về nhà mẹ sờ vào người này người kia toàn anh em cũng đã khổ rồi, xong rồi lại cứ kể lể như này nọ, như kiểu mình là tướng tá loại đấy, gặp tôi ngồi con mẹ em xuống thực tất đấy, không đùa đâu. Tôi không thích làm chèn ép anh em. Tính tôi rất ghét những cái thằng nào mà sống cái kiểu đấy, anh em hiểu không? Tôi đi mãi rồi, rất ghét những cái thằng nào mà sống cái kiểu gọi là thiên lôi đấy, anh em hiểu không? Xong rồi về nhà bình thường làm xong không sao đâu, làm xong lại về nhà là cứ kể nhỉ. Đấy. Cho nên là nhiều các anh em nó ở trong ngoài đời ấy thì nó là gấu nguyên con đấy. Nhiều đến lúc mà có vào trại gặp các ông thì các ông đôi lúc các ông mẹ cái đông thì các ông bắt lạt thôi, chứ các ông mẹ về nhà rồi các ông cứ kể lể kiểu đấy ra, nhiều lúc còn nằm đấy. Đấy. Làm như thế là làm kiểu vớ vẩn, sống như kiểu đấy là kiểu vớ vẩn. Đấy. Anh em có lỗi thì mình phải sửa, hiểu chưa, chứ không phải là thấy thằng nào xong rồi nói về nhà nói hoài nó tải tầm cỡ đấy. Đi với tôi thì khả năng là ngồi xuống từ tập 1 luôn. Còn tôi không thích những cái dạng người như thế, xịn gặp tôi cho mếu luôn, tầm cỡ xịn đấy thì không giá trị. Thế là hôm nào mà đen mà đi gặp nhau trận mày không có cửa đâu nha. Tế xịn mà đây nói chuyện với tao nha, và là tế xịn ý, thì anh em mình nói chuyện với nhau. Anh khá là toàn tí toàn lấy khá là câu bạn ơi, nếu mà bạn bảo là tôi lấy anh khá tôi ra để làm cái thượng phong ấy thì nhiều các bạn trẻ nghĩ thế là nhầm rồi đấy các bạn ạ. Nha, đấy, cho nên là bảo là về góc độ mà là quan hệ xã hội ý, thì tôi nói với các bạn này, mà các bạn bảo là anh khá mà để tôi lấy ra để tôi gọi là ấy thì các bạn nhầm về tôi rồi đấy. Đấy thế thôi, hiểu chưa, mà tôi với anh khá là anh em đấy, chứ bảo là về về mối quan hệ về xã hội ý, thì các bạn nhầm rồi đấy nhá. Cho nên là các bạn đừng có bảo là tôi đừng có liên quan gì đến anh khá nhà tôi cả, hiểu chưa, đấy. Không được liên quan gì đến anh khá nhà tôi nhá, tại vì anh khá là anh của tôi bản thân tôi là em anh đấy thật, nhưng mà mặc dù là em đấy, theo kiểu đúng nghĩa luôn, nhưng mà tôi những cái trận chinh chiến của tôi thì hầu như là anh khá chưa tham gia. Đấy. Tôi được cái là tôi anh em rõ ràng lắm, tại vì anh em tôi ít khi phải va chạm mà cũng không thích phải va chạm, không thích phải va chạm. Đấy, muốn gì anh em tôi cũng có khái niệm của tôi như tôi, chứ bọn em tôi có đụng chạm với ai bình thường đụng chạm với ai. Đời sao làm đệ bố con thằng nào, thì tôi nói thật với bạn không phải là đệ hay không, phải chưa, anh em theo kiểu đúng nghĩa thôi, chứ làm gì có đệ tử hay là gì đâu, mà làm gì còn có đệ tử đâu mà các bạn hiểu, chứ anh em tôi thì đúng là những người đúng nghĩa chứ không phải là đệ tử hay không, các bạn hiểu. Anh em tôi không có đệ tử gì cả, không có gì gì, gì cả.